Kính thưa Ngài Khu Bôn Hôi, Nguyên Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Singapore. Kính thưa Ngài Kate William, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tiêu dùng. Thưa các quý bà, quý ông và các vị khách quý. Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý đến tham dự Hội nghị thực thi pháp luật quốc tế lần thứ 8 tội phạm về sở hữu trí tuệ đến với đất nước Việt Nam thanh bình và người dân Việt Nam giàu lòng mến khách. Bộ Công an Việt Nam cũng trân trọng cảm ơn tổ chức Interpol đã tin tưởng lựa chọn Việt Nam là quốc gia châu Á thứ hai đồng tổ chức sự kiện này. Nhân đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn Tập đoàn Tư vấn và cấp chứng nhận sản phẩm tiêu dùng UL đã tổ chức hỗ trợ việc thường niên hội nghị này. Và xin trân trọng cảm ơn các học giả, chuyên gia, các tổ chức, doanh nghiệp và tất cả các quý vị đại biểu, khách quý đã đến dự với hội nghị để cùng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi. Thưa các quý vị, trong thời đại phát triển của nền kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ là một công cụ đắc lực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Tài sản trí tuệ có vị trí không nhỏ trong mọi hoạt động của mỗi quốc gia. Khi được chú trọng và khai thác một cách tối ưu, tài sản trí tuệ sẽ giúp quốc gia tăng trưởng kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao vị thế, uy tín và khả năng cạnh tranh trên các lĩnh vực, cả về kinh tế và xã hội. Ngược lại, nếu không quan tâm đúng mức đến sở hữu trí tuệ, nền kinh tế có thể bị tụt hậu và ảnh hưởng lớn đến phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Vì vậy, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển nền kinh tế, văn hóa và trở thành điều kiện tiên quyết trong hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia. Thưa các quý vị, ở Việt Nam, ý tưởng về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà trước tiên là quyền tác giả đã được ghi nhận ngay từ bản hiến pháp đầu tiên năm 1946 trong các điều 10, điều 12, 13 của hiến pháp. Luật sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã gia nhập và ký các điều ước quốc tế về quyền tác giả và quyền liên quan như Công ước Bơn về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật đã được ký tại Bơn, Thụy Sĩ. Công ước Roma bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất, xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng được thông qua tại Roma, Italia. Và các điều ước quốc tế trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và nông nghiệp như Công ước Geneva, Công ước Bruxelles và tuân thủ các quy định của Hiệp định CIP, Hiệp định về khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu đối với giống cây trồng. Từ năm 2005 đến nay, việc đăng ký và cấp chứng nhận bảo hộ ở Việt Nam tăng bình quân hàng năm 20%. Về quyền tác giả, ngày càng nhiều cuốn sách hay của người nước ngoài đã được mua bản quyền tác giả để dịch và xuất bản ở trong nước. Về quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tăng 25-30%. Đăng ký bảo hộ các sáng chế cũng tăng từ 10-15%. Đây là những con số đáng mừng. Tuy vậy, cũng như thế giới, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn do tội phạm xuyên quốc gia về xâm phạm sở hữu trí tuệ gây ra. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay được thực hiện bằng nhiều phương thức. Thủ đoạn mới như áp dụng công nghệ cao, sử dụng các thiết bị hiện đại để sản xuất hàng hóa, làm cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý thị trường khó phát hiện thật giả. Các hành vi vi phạm này ngày càng nguy hiểm hơn ở tính chất vi phạm, có tổ chức, chặt chẽ, không những vi phạm phạm vi trong lãnh thổ Việt Nam
mà còn mở rộng đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Việc nhái các nhãn hiệu, kiểu dáng bao bì không chỉ xảy ra với các sản phẩm tiêu dùng thông thường mà đã và đang xảy ra với những sản phẩm có công dụng và chức năng đặc biệt như thuốc chữa bệnh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, sắt thép, xây dựng, xi măng, v.v. Về quyền tác giả, việc sao chép tác phẩm không chỉ xảy ra với các sản phẩm giải trí như băng đĩa, ca nhạc, phim ảnh và không chỉ thực hiện bởi những buôn bán thuần túy mà còn xảy ra cả với các sản phẩm nghiên cứu, sáng tác, phần mềm. Tội phạm xâm hại sở hữu trí tuệ đã và đang đe dọa gây hại đến nền kinh tế không chỉ của một quốc gia đơn lẻ mà cả nền kinh tế thế giới. Không chỉ ảnh hưởng đến từng lĩnh vực, từng ngành mà còn ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe và tính mạng con người, tác động đến với cả cộng đồng và triệt tiêu sức sáng tạo. Kính thưa các quý vị, thưa các quý bà, quý ông, tôi tin tưởng rằng sự có mặt đông đủ của tất cả các quý vị tham dự hội nghị ngày hôm nay cho thấy sự quyết tâm của chúng ta mong muốn tăng cường và đẩy mạnh sự hợp tác toàn cầu trong phòng chống tội phạm để loại trừ dần cái ác, cái xấu ra khỏi đời sống xã hội. Thưa các quý vị, một lần nữa, Bộ Công an Việt Nam trân trọng cảm ơn tổ chức Interpol và tập đoàn tư vấn đã cấp chứng nhận sản phẩm tiêu dùng UA đã và đang tổ chức thường niên hội nghị thực thi pháp luật quốc tế về tội phạm và sở hữu trí tuệ. Sự kiện có ý nghĩa to lớn này không chỉ là dịp để chúng ta trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà còn thúc đẩy sự hợp tác bền chặt giữa các lực lượng thực thi pháp luật các quốc gia và giữa các lực lượng thực thi pháp luật với các tổ chức, doanh nghiệp trong cuộc đấu tranh chống lại tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nền hòa bình, ổn định và phát triển của toàn cầu. Tôi tin tưởng rằng dưới sự chủ trì đầy kinh nghiệm của tổ chức Interpol, cùng với sự đóng góp của các chuyên gia, học giả, cũng như đại diện các lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức doanh nghiệp có mặt tại đây, chắc chắn Hội nghị thực thi pháp luật quốc tế lần thứ 8 về chống tội phạm sở hữu trí tuệ sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một triển vọng mới trong liên kết phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trên toàn thế giới. Chúc các quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe và có một thời gian bổ ích tại Việt Nam. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp và xin trân trọng cảm ơn.